Hải Tiêu, Dư Thanh Tàn rất vui mừng khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên hệ thống MyClip, hệ thống đăng tải video clip nơi cho phép các bạn đăng tải, chia sẻ và bình luận những video clip đặc sắc hấp dẫn mỗi ngày, và phát trên kênh YouTube của MCV Media vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần luôn nha. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau với Thanh Vàng, Hải Triều trong một cái layout rất là Dallas. Bà Giang ơi, Giang thấy Dallas mùa này như thế nào? Nóng nha, nóng rất nóng nha, rất nóng nha. Không phải đâu, tại vì á hả, thời tiết Đà Lạt á của mình nó làm nó rất là dễ chịu. Trưa thì nó hơi ấm ấm một tí xíu và tối nó lạnh, nhưng mà nếu mà nhắc đến Đà Lạt á thì mình liên tưởng đến cái gì? Nhắc tới Đà Lạt, nhắc tới lẩu gà lá é é é é, khoai lang nướng, hột gà nướng, hả, nhìn cảm chứ không phải ẩm thực. Ủa mắt tại vì á, người ta có cái câu á là đường đến trái tim của một người nhanh nhất là qua cái bao tử, đúng không? Đúng không? Cãi ông cãi bà không? Nó đúng, cãi không được đó luôn. Đúng rồi, cho nên á chúng ta phải suy xét về cái tình cảm trước. Ví dụ mình bàn với tình cảm đó, giống như là mình mới quen nhau thì mình sẽ làm cái món ăn gì. Mình đã quen nhau rồi thì làm món ăn gì, rồi đã cưới nhau về thì tự ăn mì tôm, dạng vậy đó coi. Từng cái thứ tình cảm nó sẽ ứng với những món ăn nào, hoặc là từng cái thứ tình cảm đó là mình sẽ xử lý ra làm sao. Rồi, bạn hiểu ý của Triều, tức là trong từng mối quan hệ thì mình sẽ đem cho cái thực khách đó một cái món ăn mang đậm hương vị và cái bản sắc của cái loại tình cảm đó. Đúng rồi. Ngày hôm nay cũng vậy, Vàng và Triều sẽ có một sự thay đổi để phù hợp hơn với khách mời. Và trong cái không gian quán ngày hôm nay, chúng tôi dọn cái quán, đứng cái quán từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, cũng phí đồ, gặp gỡ một vị khách mời rất là cá tính, cao lớn, đẹp gái. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện, một tình huống rất dễ thương cùng với một bạn nữ khách mời rất là lễ thương, đó là Ngọc Hoa. Dạ, là đầu tiên Ngọc Hoa xin chào mọi người. Hôm nay thì Hoa đi với tâm trạng là vui vẻ, vui tươi khi mà được gặp lại các đồng nghiệp, khi mà sau khi cái kỳ nghỉ Tết của mình thì khá là vui vẻ. Thì Hoa nghĩ hôm nay thì sẽ gặp Hải Triều và bà Dương Hân Vàng. Hai người đó thì rất là thân với Hoa rồi nên Hoa nghĩ là rất là thoải mái và thế nào cũng bị chơi cho mặt thôi. Hoa có đã xem được một cái trailer của bạn Su, Hoa có coi cái đó. Và Hoa nghĩ là rất là phấn khởi, kiểu như tương tác với hai bạn á. Mà hôm nay thì Hoa được bên chương trình cho một bộ đồ, Hoa nghĩ mình làm tiên mọi người. Kiểu như mình đẹp quá, mình ở trên đẳng cấp khác. Hoa nghĩ là tiên thì sẽ nói gì người vào sẽ nghe, nên Hoa nghĩ là hai bạn kia chết với tôi. Chết với tôi. Lần đầu tiên thì Hoa sẽ xin chúc quý khán giả một năm mới thật là nhiều sức khỏe. Lần thứ hai thì mọi người sẽ đón xem chương trình Thực Khách Bá Đạo để coi Hoa bá đạo cỡ nào nha. Ôi, tránh ra nó nè. Ôi, thì lại ông đi qua, thì lại bà đi lại, lại ông đi qua, lại bà đi lại, vô phù hộ độ trì giùm con. Làm gì vậy? Đốt phòng lòng. Chi? Tụi khách vô, khách vắng quá, bạn thấy hả? Đốt càng lớn là càng có nhiều khách hả? Lửa càng lớn là càng có nhiều khách. Nè, bỏ vô đây, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Chi vậy? Cho nên khách phừng phừng lên luôn. Cái nước này vô cái quán, bỏ vô. Mày điên hả? Sao không chút xíu á, cái mình mua con cá lóc thì bỏ vô mình trui luôn. Tao trui mày á. Sao mày trui con? Hùng điên được không, là cái gì đâu á. Rồi xong rồi đó, rồi vậy đi. Đốn chi, thôi dẹp đi, uổng lắm, uổng giấy uổng tờ, tao cũng đuổi khách hết rồi. Hả? Đuổi khách hết rồi, trời ơi, em nghĩ coi. Cái quán mình có hai bàn mà khách hả, nó đứng nườm nượp nườm đó. Ông thấy xa xa một đoàn người đang đi không? Đó, ông tưởng đi diễu hành hả? Đâu có. Mới hồi nãy á, cái nhóm người đó đứng trước cửa quán mình nè, cái hôi về về đi, mệt quá rồi. Chứ lại giờ trưa nó nghỉ ngơi nữa, ăn uống gì ăn mà trưa trời ăn gì trên kỳ cục, cái ngủ dễ trơn rồi, chiều người ta ghé lại. Nhưng mà con đặt rồi,
cái bàn này cái ba ghế con cho ngồi một người, cái bàn này hai ghế thì thôi con không cho ngồi luôn, là rồi chiều nay mình có một người tối thì nghỉ. Là mày phục vụ đó hả? Sắp xếp rất khoa học luôn. Như vậy á mình sẽ cái món ăn á mình sẽ để và mình sẽ làm tốt hơn cho một người đó. Con đừng có làm phục vụ nữa, con chuyển nghề đi. Con làm tạp vụ đi. Mày vô trong mày lao dọn thôi, mày đừng có phục vụ quán nữa. Trời ơi, khách toàn người ta tới cái bàn ở đây tao thiết kế là 5 chỗ, ở đây 5 chỗ, ở bên kia 3 chỗ. Mày bây giờ tao tức quá. Không, khách còn khen dễ thương nữa biết sao không? Tại vì á gần tới thứ bảy chủ nhật rồi cho nên con đít cao cho khách luôn. Là con đít cao á là đi một người tặng một người, nhưng mà ngày mai mình tiếp người đó. Là làm sao? Là một tháng quán ta chỉ tiếp được 30 khách đúng không? Rồi thêm 30 khách tặng nữa. Đúng rồi, nhưng mà con nói 30 khách tặng đó là không phải là tặng đồ bình thường đâu. Y chang như 30 khách kia là đồ tươi mới ngon y hệt như vậy luôn. Người ta thích lắm, người ta đặt ngừng ngừng. Đặt hết qua tới Tết 2023 rồi. Không được đâu, cancel với người ta đi. Sao vậy? Tại tháng tới quán tao phá sản. Sao gì mà phá sản được? Mày điên hả chứ, cái tiền mặt bằng rồi có tiền nhân công, cái tiền tao muốn cái thay mày đó. Nó cũng tốn bao nhiêu là tiền của tao, là tiền đồ ăn, thức uống. Tự nhiên bây giờ mua qua mà bán cho một người, còn discount tao một người nữa, mày có bị điên không? Không có biết đâu, con thấy vậy làm gì nó khỏe khoắn, nó dễ chịu hơn. Chứ mình bưng bê tối ngày. Dạ em đang bưng qua, chưa có đặt cái tô, cái bàn này là bàn này phải kêu rồi. Cái gì đó mà kêu quá trời kêu à. Mày bước ra đây có xào phơi đồ. Mày bước lên đây. Mày đứng ra bên đó cho tao coi. Ai hành mày? Mà đi diễu hành festival hả? Mày ăn mặc gì kỳ vậy? Ăn bận như vậy để kéo khách đó. Mày kéo khách hay mày đuổi khách? Kéo khách, nhưng mà khách kéo tới nhiều quá thôi đuổi tiếp không nổi. Trời ơi tiếc quá, hư người hết. Mày bán phở mà tao tưởng mày bán thân không đó. Con này kỳ quá. Mày mắc cái gì? Mặc đồ cổ trang mang dài snake đó. Vậy chứ ông nghĩ coi, cả cái thế giới này có được già được, có mang giường ngoài đó già đàn ông này cũng chủ chứ. Của tao á. Chứ giờ đi chân khâu thì kỳ. Ủa là trời, trên cuộc đời tao chưa từng thấy một đứa con gái nào mà mang dài size đâu. Không phải rồi, tao có mang dài luôn đó. Chứ bình thường trường không. À ý nói là bình thường á, học trường nội trú á, không có mang giày, mang dép. Từ ngày mà tao nhận hai chị em bay vô làm tới giờ đó, tao cảm giác cuộc đời tao nó bị sang có trang mới, một cái trang bi đát hơn đó. Không đâu, cái đó là dư vị cuộc sống đó ông chủ. Ủa mà ông chủ nó nghe nè, nó nhắc tới anh chị con mới nhớ. Thấy anh chị con đâu không? Có trường đi đâu con không biết nữa nè. Ê chị em mày giống như cái loài gì á, động vật bò sát gì mà tối ngày trường bò không ơi. Có người mà động vật bò sát đâu, đi bằng hai chân đàng hoàng. Trời ơi là trời, ủa bây giờ làm ngộ nghĩnh vậy, giờ nhân viên quán mà giờ hỏi không nào biết hết. Con chị mày đâu, nó không xuất hiện, tao đếm 3 tiếng không thì tao trừ luôn. Tao nói rồi. Thấy chưa. Kiếm gì? Nực quá, đi kẹt trên chờ xuống. Ủa chị? Cần lắm. Cái gì? Ủa chị gái rồi. Chị sao? Sao? Chị đẹp quá, hai đứa nhìn không ra gì hay chị? Dạ thưa chị. Sao? Chị mới đi đâu về hả? Trời ơi. Nói chứ chị đi phượt. Ủa? Nói nghe nè chị, sáng giờ chị đi đâu mà giờ ông chủ cũng kêu kìa. Ủa này ông chủ hả? Ôi trời ơi. Ủa chết chết nói chị. Mặt ra ông chủ, chị hả? Đâu chị trốn mà ổng ha. Ông đòi tên để gì kêu tiền đó. Chứ hồi nãy giờ mày nghĩ tao là ai? Trời ơi. Mày vô đây mày làm như mày mẫu mày á. Tao nãy giờ mày tưởng tượng mày vô đây mày hỏi này rồi kia. Ông chủ ơi biết gì sao không? Chị con dạ. Nó lâu lắm không có nhìn thấy trai. Không. Tưởng trai là trái cây đó, muốn chút xíu là ăn ông chủ đó. Hai chị em mày á. Là mày có biết nó không? Con nhỏ này nó có tệ nạn không? Sao vậy? Hay cứng con sao vậy? Con có mới thích bóng cười vậy không? Không có. Chị con không thích bóng cười đâu. Tại vì hả, thứ nhất là hôm nay á, đến cái quán hôm nay này á là vui cười. Cái thứ hai nữa là chị con chỉ giỏi cái môn là múa quạt thôi. Đúng. Đúng không? Xòe, đúng, chị xòe hay mà, lắm. Và múa hả chị? Múa. Đó. Chị con giỏi múa quạt. Là con mới đi múa quạt về. Đi múa quạt để kiếm tiền về sang cái quán này. Không, mình lân trang cái quán này cho ông chủ. Lân trang quán này cho ông chủ. Dạ. Không có đánh bài đánh bạc nha chưa? Không đánh nữa. Từ cái ngày mà tao nhận hai đứa bay vô cái quán này làm là hồi đó là tụi bay là nghèo khổ. Là hồi đó nói với tao là ở dưới quê, sống ở dưới quê cù bớt cù bơ, một cô cha một cô mẹ, là tao thấy thương tao mới nhận vô làm, năn nỉ rớt lưỡi tao mới nhận vô làm. Chứ mà tao biết mà,
sao lại vô tao phát hiện mày tính bài? Trời ơi, thì cái đó là mưu sinh, ông chủ ơi, mưu sinh chứ đâu có ai muốn. Với lại phần nữa chị con thì thông minh lắm, cho nên chị con học là thần số học á. Đúng, những cái đó là bắt mạch con người chứ đâu phải muốn chơi là đúng chơi rồi, đúng thí không? Thí dụ ông chủ ngồi xuống, ông chủ ngồi xuống cho nó nghe nha. Bây giờ thí dụ mình chơi thì dắt đi, đúng không? Mà tôi 21 luôn rồi. Bây giờ nè, con 21 nè, còn ông chủ 22 đi. Mà ông chủ làm sao? Đó, vậy là bắt bài, là bắt bài rồi, bắt tiền. Đó đó là phải tâm lý con người rất là vững nè. Còn ví dụ chị con 21 nè, coi nè, mặt chị con 21 nè. Đúng chưa thì? Quá. Đúng được. Đúng tay. Mình phải nói vậy thì bên kia nó không xét, ông chủ hiểu không? Trời, nó quát cái này xét đi, dạng dạng vậy đó. Giống như khách vô quán rồi tụi con phải bắt tâm lý lắm á, chứ đúng không phải rồi. Dễ dàng bán đâu. Bắt tâm lý làm sao bắt nhỉ? Giống như khách nè, ví dụ một người khách khó tính đi. Dạ. Ví dụ khách khó tính, ông chủ đóng khách khó tính đi. Bước vô. Bước vô, ngồi xuống. Quán hả? Mẹ mày! Ê, trời mày ơi! Mày về quán rồi! Mày phải quán hả? Chị ơi, cái đó là cục xúc. Cái đó không nên. Không, tại vì em là em đóng xem bảo vệ nữa. À, em bảo vệ đúng không? Rồi làm lại đi ông chủ. Đừng có đánh sớm quá. Thanh, ông không, ơi, Thanh. Không là... phải, không. Ông chủ phải diễn là người khách khó tính. Chứ không phải là giang hồ chợ búa. Đúng rồi. Ông chủ giang hồ chợ búa, lại ông chợ búa thôi, ông chủ liền. Ủa vậy? Khó tính bình thường thôi ông chủ Thành ơi. Anh ơi. Ba làm cái dương. Chủ quán đâu? Quán chết. Ê. Sợ. Ôi sợ liền. Sao ăn gì? Giỡn thôi. Ở đây có gì? Có đồ ăn. Đồ ăn. Muốn ăn gì bán đó. Đây món đặc biệt nhất anh. Ok. Bánh bạc. Khoan, mình tiếp khách vậy là không có được. Vậy là không có đúng thuần phong mỹ tục của cái quán. Bây giờ chị tiếp đi. Mày tiếp làm sao cho đàng hoàng cho tao coi. Thì bây giờ cái mô tiếp là khó chịu đúng không? Mình ơi, ở đây bán gì em? Không, nói chuyện với nhỏ đó, nói chuyện với này. Ở đây có bán gì em? Mà nhỏ này có tiền. À, vậy thôi anh im đi, chị ăn gì? Ai bán gì? Bán nam bán nữ. Ý không có, ý không phải nói chị cũng phải nói anh. Ý em là ở đây bán cái gì nam nữ ăn đều được. Là món gì? Đã nói rồi, đừng để cọc, khó chịu lắm. Ăn gì rồi tôi vô tôi làm cho, đừng hỏi. Mà gì. Muốn ăn món gì? Không bán luôn. Tôi đói được khách ăn món gì chứ? À đáng hả? Đó đi. Ăn đập không? Ăn đập là ngon nhất. Tâm sinh lý, muốn ăn cái gì là phải nghĩ trong đầu từ lúc rửa xe tới giờ. Ăn gì làm đó chứ dọn có menu đâu mấy má ơi. Chị cọc vậy đó. Hiểu, em hiểu không? Đó, những không phải như muốn làm cha làm mẹ vô nói gì là mình phải trên cơ người ta mình mới nói được. Để đúng rồi. Dạ chào anh. Chào em. Anh ăn cái gì? Ở đây có gì? Ở đây cái gì cũng có. Lấy món đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất à? Xin lỗi anh, món nào bên đây cũng đặc biệt hết. Anh muốn ăn món nào? Ở đây có gì? Cái gì cũng có. Lấy món đặc biệt nhất. Biết rồi được. Tao. Trời ơi chị. Trời. Không được. Mà mày nói chuyện đi ngay. Hai đứa mày, mấy đứa đi là khỏi cái quán đó. Ủa cái gì? Tại sao? Đây? Mắc gì? Tại vì khách kỳ cục cục tốt vậy đó. Muốn ăn gì phải nghĩ từ đầu đúng không? Rồi. Người ta gửi xe là cái menu nằm ở ngoài bãi xe đúng không rồi. Coi. Cũng đuổi khách về thì ông chủ nói này nói nọ nói kia. Khách gọi đó bán gì? Tốn đồ ăn. Cái này là do ông ai chủ. Kêu tụi mày đem cái menu quán tao đem ra ngoài bãi cái xe để hả? Ông chủ. Ông chủ nói ủa tụi bay để menu này ai coi, tụi bay để chỗ nào người ta dễ coi á. Bãi cái xe vừa gửi một cái là thấy cái menu liền. Ông chủ kêu là dán bự bự lên cho ai đi ngang nhìn thấy biết vô ăn liền. Đúng đó. Đúng rồi. Do ông chủ mới thiệt á. Làm được làm không bán đại cái quán này chứ được làm đó. Nữa. Con dục lắm. Tao mà bán cái quán này là hai đứa bay bước ra ngoài đường không có chỗ ở là một. Thứ hai nữa là tụi bay phải bán không trả tiền cho tao đó. Trời ơi, cái thân này bán được không bao nhiêu. Không biết ai năn nỉ ai nữa thiệt á. Không có tụi tôi, không có ai bán cái quán này đâu, mơ thiệt á. Năn nỉ mới bán đó. Dạ thưa hai mẹ. Hai mẹ mượn con tới nay là gần 100 triệu. Nghĩa cái gì chị? Hai má tối ngày, một má thì đi đánh bài, còn con quỷ kia thì tối ngày nhậu nhẹt bê tha, đi với trai đầu này đầu nọ. Trời ơi chú ơi, đánh bài là vui thôi, ai ngờ nó nhiều vậy. Đúng rồi chú ơi, với lại đi với bạn với bè cho vui thôi giải sầu. Đâu có nghĩ nó nhiều dữ vậy. Tao nhắc một lần rồi không bao giờ làm lại nữa nha. Tứ đổ tường rượu chè trai gái bỏ hết cho tao nha. Chưa cái quán thì không lo. Trời ơi con lo tới đâu luôn, mà tại vì cái quán mình nó không có thiên thời địa lợi, nó không có đúng phong thủy. Đúng rồi, với lại nè, chú nghĩ coi, khách vô mà bận đồ vô quán kỳ lạ. Không có ai bận đồ như khùng như điên như hai đứa con á. Chuyện bắt người ta mặc bộ đồ này nè, mang đồ giày ba ta, không hiểu cái concept của chú. Ê, tao không có bắt luôn á. Chú bắt. Mắc gì tao bắt. Chú nói tụi bay ghê quá.
Bà nào tôi kêu hả? Bà tự kêu. Phải đâu, không kêu mà. Bà kêu. Thì bữa kêu là bộ đồ kia nó không đẹp, mặt này che đi khuyết điểm đúng không? Đó rồi, hôm nay bận. Bộ đồ này mấy bà nào bộ đồ lòi khuyết điểm. Không phải, chú không biết gì hết. Bận như bà gà vậy đó. Gà cái gì mà gà. Có những cái mình không có show ra được thì mình phải lắp đi. Không, mà càng lắp nó càng lộ. Nó chú kỳ quá. Không phải chú mới khen con ngon sao không chú lại ngon mày. Không chú phải rồi. Không có khen ngon đâu. Chứ khen gì? Khách hôm qua đó ăn con gà luộc. Ăn đang mở miệng đó, y gà này sao ngon hơn vậy? Thấy chưa? Bún gà đó. Em bún ăn cá là bún con gà liền. Cho một con gà mắm không con gà. Không móng. Không móng. Dạ không móng. Thì con vô con làm được coi như là mình bán được hai con đó, thấy không? Chứ thấy con giỏi chưa? Thấy không? Thấy không? Tụi con bán cũng có mấy một món xin thịt nhờ chứ bộ. Ok, cái quán này là chỉ có hai cái bài vô đây là chỉ phụ với việc giải trí cho quán này thôi. Chứ trời không có tiếp được một khách nào. Trời ơi, cái đó là tiếp khách rồi đó. Bây giờ khách vô tự ngồi ăn nhàm chán. Đúng, nhưng khi buồn quá nhìn tụi con thấy vui vẻ cười lên. Ê, cái gãi gì đáng tiểu rồi. Một tay con tác lại. Không phải cứu đi. Không, ý là cái tiệm mình phải có những cái lạ như vậy thì khách nó mới kéo tới, chú hiểu không? Thôi 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 thôi, làm ơn đi. Hai đứa mày ở nhà im giùm tao một cái, đừng phá làng phá xóm. Làm ơn nghe dặn nha. Có khách tới thì tiếp khách, không đuổi một khách nào, đông bao nhiêu cũng nhận giùm một cái, nghe sao chưa? Được, mệt dữ lắm. Im, nói không có cãi. Nghĩa là ai vô cũng tiếp đúng không? Mày không đi chơi nữa. Rồi rồi rồi, con đi nữa được chưa? Ráng tập trung làm trả nợ cho tao giùm một cái. Rồi rồi rồi. Tao đi ra ngoài kia tao về mà hai đứa mày mà kiếm chuyện, hai đứa mày mà làm biến mà chết với tao á. Tốt ghê vậy. Ủa hai con tao không hiểu chủ là cha với nè, mẹ làm đôi làm ba rồi. Trời ơi, thật sự ông chủ gì đâu mà thế này. Ê, suốt ngày bỏ quán đi không, không hiểu ha. Thôi sang mẹ cái quán cho tao chuẩn bị đi mua. Đi mua. Trời ơi, vô công đổi nghề vậy trời. Gì? Mà biết làm sao mà chị em mình ở trong quán này không? Mà chịu được ông chủ đó không? Thì mình nợ ổng mà. Sai rồi. Chứ được. Nợ nhưng mà một mình bà nợ thôi bà. Ui mắc gì bà lại, bà hay bà nói gì bà hả? Công đức vô lượng lắm. Đúng rồi, nhưng mà đợi không phải nợ tiền nợ bạc đâu nghe. Nợ tình hả? Nợ ân tình, nợ một nụ hôn. Bà nợ ông chủ bà đó bà. Ôi, mắc gì tôi cũng không hề không luôn á. Không dám đâu. Bà nhìn đi, tôi nói cho bà nghe nha, tiền kiếp của bà nè. Ủa? Cái cha sao tôi không biết ta? Biết là cái gì không? Mới nói tiền kiếp gì đó. MV ca nhạc. Cùng đi MV ca nhạc gì chứ lại. Cho coi cái clip nhạc coi nào. Ánh mắt ấy qua thấm trời ơi, tôi... trời đẹp quá vậy. Chưa? Ê, là hồi xưa tôi với ổng hả? Hồi xưa đó, nhìn đi. Đoán coi tên mình tên. Ê, gì? Sao cái bụng tôi bự quá vậy hả? Không không, cái này cái tay ạ. Đoán coi tên mình tên gì? Tôi hả? Cái này Lương Xuân Bách Chú Anh Đài. Bậy rồi. Ủa? Sai rồi. Là chút nữ. Sai rồi. Cái gì? Hứa Tiên ra Bạch Xà. Hứa Tiên Bạch Xà. Ủa, thôi tôi quen ổng hả? Ta là con rắn má. Sao để tôi con gà má. Đánh lạc với ổng thôi. Cha, sao lâu quá không nhắc chị chả. Chứ bây giờ bà tưởng tượng đây. Thí dụ bây giờ chị nhìn em là chị nói ừ, em là Thanh Xà hoặc em là rắn liền đúng không? Người ta nhìn chị là ta tưởng con heo liền. Em, tán con gà em bây giờ. Thanh Mai Trúc Mã. Trời, nhìn là biết em ơi. Hứa Tiên nè. Đẹp quá chị đẹp quá em ơi. Bà Tú Trinh nè. Trời, chị không nhớ tên chị luôn em. Kiếp này bà đổi thành Ngọc Hoa rồi đó bà. Chị là Bạch Ngọc Hoa hả? Bạch Ngọc. Ủa cái tên cha nên mẹ ra chị em cười vậy. Bà đẹp không? Đẹp. Quá đẹp luôn á, thật sự. Dễ chị ngon nữa thiệt á. Nhưng mà tại sao giờ thành trời. Mấy ngàn năm nó rút gà tinh. Nó rút. Ủa là sao là cuối cùng là bây giờ là mình từ rắn tinh rồi mình rút thành gà tinh hả? Thông cảm đi. Ý chị á là bây giờ ngàn năm rồi cái gì nó cũng phải đổi mới cho em. Giờ chị phải ẩn mình, chị không phải là con rắn nữa. Vậy chứ giờ chị là con gì? Chó. Hỏi cái vấn đề vậy. Chị nó tưởng là con rắn chứ. Chị là con gà được chưa? Không, tự nhiên trong đầu mày chỉ có con heo thôi. Trong đầu mày chỉ có con heo thôi. Nhưng mà nó nghe mẹ Hứa Tiên nó không có biết được chị em mình là ai cho nên chị nhìn nó không giống luôn em. Không hề giống Hứa Tiên người tình xưa của chị trong cái hình này luôn. Nó không có giống một chút nào. Chị nhìn đi, chị giống. Chị giống chị nè. Chị là chị. Chị khác cái người thôi. Còn cái này không giống gì trơn thiệt. Không phải. Tại vì cái này là chị là khác cái người. Ờ. Giữ khác cái mặt. Không, khác toàn thân luôn. Chị chỉ giữ lại cái linh hồn thôi. Ê, chị cười cái nhảy đâm đầu chị đâu quá. Chị bẻ em làm ba quá. Chị này, chị em mà bẻ nhau vậy. Bẻ cái đầu chị đau hả? Chị em nói chị nghe nè, bây giờ là kiếp này á, là chị với Hứa Tiên á phải trả cho nhau một cái nợ nụ hôn.
Nhỏ chi vậy trời, đang vui không chứ? Không á, hết cái kiếp này chị mà không trả được đó là chị sẽ biến thành con heo. Thôi heo, thà làm heo mới. Không, làm heo mà bị hình con heo quay luôn á. Thôi tử luôn, tại biết sao không? Tại vì cái kiếp này là kiếp cuối cùng của hai người rồi. Bây giờ tại biết sao tại biết nhỏ này nè, ý của em là chị phải hung được Hứa Tiên. Đúng, nhưng mà chủ quán. Nhưng mà chủ quán á, tức là Hứa Tiên phải nhớ lại chị luôn. Trời đất ơi trời, sao biết nhau được hôm nó mới thành công. Tại biết sao không, mấy cái kiếp trước á tội lắm, chị vẫn là con rắn. Đúng không? Sau đó kiếp kế tiếp Hứa Tiên là con chuột, chị đỡ ăn. Chị đỡ ăn chuột. Chị không biết đúng không? Nó lọt qua kiếp khác. Chết chà. Lọt qua kiếp khác. Cái chị cũng vẫn là rắn. Rắn. Nó làm con gà. Mổ chị. Mổ chị chết. Chù. Mổ chị lũng đầu luôn. Chù. Xong cái chị tức quá, chị mổ nó chết luôn. Hiểu rồi, tiếp nữa. Hiểu rồi. Tiếp nữa là cái kiếp này mới là bực mình, mới rất là mệt luôn. Chị là rắn. Nó cũng rắn. Mà rắn cái. Chị rắn được hả? Chị rắn cái. Chị không rắn khủng khiếp không? Ý là bây giờ kiếp này là kiếp cuối cùng. Chị muốn thành tiên trở lại thì chị phải hung chủ quán. Đúng rồi. Nhưng mà nó phải nhớ chị. Phải nhớ. Ôi là trời. Là chị phải biết là rắn nhớ. Nhớ. Ôi, biết là nó chết á. À, chết đúng rồi. Ủa mà không biết cái quán này. Quên. Biết cái quán này quán chuyên gì hả? Chuyên gì? Thịt rắn hả? Rắn bảy món là. Ôi là trời. Đi vô thấy con rắn không có thường chết luôn á. Rồi bữa đi ngán chuồng rắn mà. Chị cứu em. Không em ơi, chị lòi đâu cái là chị chết như em. Đi luôn má ơi. Không bé ơi. Không được. Bây giờ bé. Cứu chị. Kiến nghị chị. Một á là mình sẽ tiếp xúc tình cảm thân mật. Nhưng mà cái đó cách đó nó lâu quá, nó tốn thời gian quá. Bây giờ chị em mình đợi cái này nữa. Bây giờ mình sẽ dùng đạo phụ gọi là nó hỗ trợ đi. Pháp khí hả? Đạo bất tiêu. Đây cây này. Chị cha sinh mẹ đẻ chị chưa nghe chị pháp khí chưa cần là nên gì? Lấy cái pháp khí này chị đập nó một cái thôi. Nó xỉu. Nó tỉnh liền. Ủa em. Chị muốn lấy cây nào? Đập là xỉu chứ không có tỉnh nha bé. Vừa tay chị. Vừa tay chị làm phải vậy. Phải vậy không? Phải vậy. Rồi chị để y chang nhìn cho em nha. Okay. Đứng đó, không được quay quay sau lưng nha. Lấy cái pháp khí, cỡ cái tay chị đi, chị dán lên đầu cho nó chết luôn. Đúng, chị nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt. Nhắm chưa? Nhắm rồi. Rồi. Pháp khí vừa tay chị phải không? Vừa tay. Chị đánh mặt là nó chết. Mà đánh yếu á thì là đó. Nó không nhớ. Nó giật nó thành nó bại liền. Không, nó qua nữ luôn. Ủa gì vậy? Chị đánh lộ một cái là có ba chị em quán này. Chị đánh ví dụ chị đánh nhẹ vậy nè. Là biến thành ba chị em liền. Chị đánh thường thường. Đúng, thường thường. Chị đánh thường thường cho nó nhớ lại là hồi xưa chị là tiên gì đó. Nó là gì đó. Đúng không? Đúng. Kêu vô. Ê quá không ghé quán em. Anh ngồi xuống. Lâu quá không ghé quán em. Ơi là trời. Ủa ông chủ hả? Chủ bây giờ nãy giờ mà chị nhìn không có ra. Trời ơi. Chị tưởng là quý khách nào mới ghé. Cho chị hát bài với. À, tăng ai bằng như một con gà tinh vậy đó, con quỷ này ăn bằng như một con rắn tinh vậy đó, tao phải bận gì cho nó hợp với tụi bay? Thì ông con gì? Trồn tinh. Hả? Ôi, đẹp trai quá, nhìn góc độ đẹp. Đúng rồi. Y chang cái bức tranh luôn á. Thôi ngồi bức tranh nào? Dạ không. Bức tranh thủy mạc. Bức tranh thủy mạc. Phong cảnh hữu tình. Trời ơi. Hồi nãy giờ làm sao rồi ngồi buôn bán là tính toán rồi đông khách lắm. Đông lắm ông chủ, nay bán nườm nượp luôn. Dông vừa đi ông chủ vừa tới. Dông. Ông chủ vừa đi là khách vừa tới. Ông chủ vừa về là khách vừa đi. Hay không? Cái quán này nó kỳ ông chủ, hiểu không? Nó kỳ ông chủ á. Trời mà nên... ông chủ ơi, nó nói hả khách nườm nượp ở bên đây nè ông chủ. Ông chủ nhìn thử coi nè. Trời ơi quá trời, cái kia em thấy trời ơi. Không, bên góc bên kia kìa. Đủ chưa em? Được gì được chưa? Có chị xỉu đâu. Gì vậy má? Không có. Ôi trời, trời ơi. Thấy chưa chị? Thấy chưa? Chị sợ quá à. Chị phải làm lại đi chứ. Không phải xuống đâu. Rồi bây giờ mình nhắm mắt lại em. Ôi, gái ơi, con gái ơi, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Này là Hứa Kim Tuyền. Con tướng, đánh đầu em. Trời ơi chị. Tỉnh chưa anh? Hứa Tiên. Em nó chết rồi nè. Hết, dạ. À, không phải chị ơi, em quên nữa. Gì nữa? Cái cây này không phải đánh. Chết mẹ. Dùng để thùng. Đánh chân ra. Đây nè, chị bỏ qua. Cái con này. Sao nó biến thành người được, sao nó nhớ được? Rồi bây giờ hỏi coi nhớ chưa.
Nhớ chưa, mình là hứa tiền đó nhớ không? Chứ phải hứa kim tiền. Tiền ơi, tiền ơi. Ờ, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Còn nhớ mình là ai không? Chuyện gì đã xảy ra? Quán nó sập á. Tôi đang ở đâu đây? Ở trên mặt đất với mặt trời. Ok. Gì má? Bạch mũi. Ê, chị không quen cảnh này. Cứu chị. Cứu chị. Ai ghê quá. Ôi, không có thông về trời nữa. Phải không Việt rồi hả? Mà kiếp này mà không có được nụ hôn đó là này chết rồi. Bà tử đó. Chị chưa có quen với hình tượng ông chủ như thế này em hiểu không? Bạch lội. Rồi sao? Ta là hứa tiên đây. Phải đâu? Mà xài tao mấy bá. Ê! Vậy lắm! Đúng chị! Trời ơi! Trời ơi! Dạ! Bạch mũi của lòng ta. Ôi là trời ơi! Em đứa già quá trời ơi! Còn cái cây nha chị. Anh nhớ đúng không? Ủa nhớ là sao? Là ai? Ai làm gì quên hả? Sao? Không phải, cái tụi mình xa cách bao nhiêu thế kỷ rồi đó, bao nhiêu kiếp nạn rồi. Không. Nó hồng kìa, nó không. Ê. Ê. Cái gì? Cái bộ đồ thì là bạch muội nha, nhưng mà sao có dáng kỳ nha. Muốn. Bây giờ người ta yêu là yêu bằng cái tim, không ai yêu bằng cái hình thể nữa. Không không, nhưng mà bạch muội của ta ngày xưa là cao ráo, đẹp đẽ lắm, tự nhiên sao mà tao ngủ xong tao thức dậy đó. Em bị rút chưa? Nha. Muốn đi chị. Nhẹ kìa, nhẹ kìa. Tao muốn cái này. Ủa, múa chứ không cười. Ai nhảy? Mệt quá, thiệt á. Tắm để tôi đánh rồi đó. Ủa, chị hốt gì vậy chị? Hứa tiên. Bây giờ lắm càng ra khỏi cái lòng bàn tay rồi. Không còn nằm trong lòng bàn tay của ta được nữa. Nhưng mà cái đó là hồi xưa thôi. Bây giờ Quynh chấp nhận đi. Bao nhiêu kiếp nạn thì muội bị phải phì lên. Hoặc là theo năm tháng chứ đâu phải là ốm như hồi xưa được. Rồi trúng đầu. Đó là nó trúng rồi chị ơi. Không mấy chết rồi ta lấy cái quán rồi. À, đau. Tỉnh chưa? Không. Sợ mắc xương mắc ho gì đó. Đau. Ồ nó chết này nè. Rồi à, đi kêu dịch vụ mai táng thì cái quán này đổi tên thành sao bánh xa. Cái cốt của tụi mình ăn vậy đúng không? Không được. Cái hung nó mới được, còn không là chết hả chị em? À cái hung đó hả? Hai chị em. Rồi có vậy? Không hung chết liền hai chị em. Mày hung cái tụi hung cái. Ê! Thôi nhát. Kỳ quá. Hung một không có chết. Ủa? Mắc gì một mình tao hung hả? Bây giờ tao hung là hai đứa chết chung đúng không? Bộ bà. Ủa bộ tát của gì tao chia cho mày miếng. Mà kỳ quá. Theo mày nhát. Thôi thì đâu hung tao không hung, tao chết luôn. Chết rồi chết luôn. Bây giờ sao cứu đi. Ủa cứu của đứa hùng cái mới cứu. Trong ba thì chứ cứu hùng. Cứu xuống hùng, nhanh mọi đứa một miếng. Ráng mày lướt lại luôn. Nhanh lên, tao lập chị mày đó. Nhanh mọi đứa một miếng. Không có hùng nữa. Không hùng thôi ha. Cái gậy đạp xỉu sao hùng được. Trời ơi. Nhanh lên, bước xuống hùng mọi đứa một miếng. Không có hùng nhét cái này vô người đó. Nhanh lên nè. Rồi, nhanh lên mọi đứa hùng cái mày hùng cái tay hùng má. Rồi hùng đi, mày hùng đi. Ôi mày kỳ quá. Tiễn sao đứa nào hùng trước. Ok mày. Một, hai, ra. Mày hùng trước. Mày bước xuống. Mày thắng là tao hùng. Tí con này. Mày thắng là tao thắng. Ai thắng? Ai không hạng ba luôn. Là ai thắng? Mày là tại mày. Ai thắng? Tao thắng. Ba cái vòng này lương lẹo tao bước xuống hùng. Nhanh lên. Hùng cái tay đi. Ai da. Ai da. Muốn ăn. Nó thỉnh rồi. Yeah đúng rồi. Tao không hùng đâu. Mày liếm nó cho tao, mày liếm cho nó tỉnh cho tao. Con có vòng nhưng mà điên, vòng khùng cái này dính tay không có tỉnh. Cái này cái gì? Hôn một cái đây. Tao hôn rồi chứ bà ông có đánh mày kìa. Thử tao tự tỉnh luôn đi ông chủ ơi. Mệt quá. Tao quá mệt với hai đứa bay rồi. Rất có một cái tuần kịch diễn từ hồi nãy tới bây giờ diễn thu hút khách. Mà tập hoài tao không bao giờ được hai con quỷ này á. Vậy mà đâu. Nó đòi làm thanh sao phải. Cái thoại của nó sai ông chủ, nó nói hả? Bây giờ con mà ông hôn hai đứa đều chết. Ủa vậy sao nó không hung chung đi, nó cũng chết mà. Tao quá mệt với hai đứa bay. Tập trung lại. Chiều hôm nay hai đứa bay mà diễn lại một lần nữa cái tiểu phẩm thanh xà bạch xà này không được. Chết với tao, tao đuổi cổ hai đứa bay khỏi quán. Vậy đi. Tao không hứa tiền mà đúng rồi nè, đó. Rồi. Đau quá. Đánh cho tao chết đi, mà đánh cho tao chết đi. Mà mày đánh cho tao chết rồi. Bên đây nha, tao thôi đây. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não.
Dạ xin chúc mừng Bạch Ngọc Hoa. Bạch Mũi. Dạ thiên. Ngày hôm nay Mũi cảm giác như thế nào khi đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo? Mũi thấy sốc. Sốc hả? Thì huynh vào một tỷ. Nói chung là thấy rất là vui khi mà lâu rồi khi mà Tết giờ có diễn chung với mọi người đâu. Đúng. Khi mà gặp lại mọi người rất là vui. Và Hoa cảm giác như là cái kiểu như mà ứng biến này nó giống như ngoài đời vậy. Ngoài đời cũng nói chuyện tết giác gì đó. Đúng không rồi. Có bất kể nã không đúng có thiện nhưng thấy nó rất là thoải mái. Giống như là cái chương trình này á sẽ chúc Ngọc Hoa sẽ có nhiều show hơn nè. Dạ. Rồi nổi tiếng hơn, rồi làm được nhiều cái thành công và nhiều dáng hơn nữa. Rồi còn bán bán kia hết rồi. Bán súp. Không có, chưa bán lại. Không rồi, chưa bán lại nữa hả? Thôi chị quay bán súp là cách đây 3 năm rồi. 3 năm rồi. Rồi sau đó là Ngọc Hoa theo chồng bỏ cuộc chơi, bán pate. Không theo chồng luôn. Không có chồng đi theo luôn. Không có chồng đi theo luôn. Theo anh bán pate. Không có bán pate luôn. Bây giờ là anh bán pate ế quá. Anh bán pate giờ cất vô tủ luôn rồi. Bây giờ ơi, hãy chị quay, hãy chị bây giờ cuối cùng là gì không có cập nhật xu hướng gì chán là gì. Nó cập nhật nhưng mà ý là đang muốn kể lại quá trình. Nói chung bây giờ em độc thân và em đi tìm đó, kiếm nên, tiền của đời em. Cho nên là Thực Khách Bá Đạo mới đẩy Ngọc Hoa vô cái phần là Bạch Tố Trinh để tìm kiếm hứa tiên. Là một mối tình biết bao nhiêu ngàn năm mới tìm lại. Thì bây giờ đó là Ngọc Hoa cũng nếu mà đời thật đó, thì Ngọc Hoa cũng đã trải qua một vài mối tình cũng 5-2 năm rồi. Thì cũng cả ngàn năm rồi thì nó lại. Thì tầm nhất 1.000 năm cho nên hôm năm nay là sẽ có bồ. Sẽ có bồ mà có cưới không? Có bồ. Cái đó là chuyện của em. Nhưng mà ở ngoài đời thì Ngọc Hoa có bao giờ chờ đợi ai mà thấy nó lâu mà nó dài, hay là trong tình yêu mình có bao giờ hy sinh cho người mình yêu nhiều giống như là Bạch Tố Trinh không? À, cái vụ mà chờ đợi thì Hoa không có, nghĩa là thường quen không thích liền, không có thích sự chờ đợi nhiều. Còn mà đợi cái... thì nằm ngủ rồi đợi ta lại á. Rủ đi chơi. Còn cái mà hy sinh vì tình yêu giống như là Tố Trinh hy sinh đúng không, thì Hoa nghĩ là có. Tại vì một khi Hoa nó yêu được, yêu hết mình, hết lòng, hết chí khôn kiểu vậy. Nhưng mà nhận lại thì hơi bị buồn thôi. Nói chung là theo Hoa nghĩ là mọi người cứ yêu hết mình thôi. Còn tới đâu hay tới đó, duyên mà. Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn rất là nhiều Ngọc Hoa đã dành thời gian đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo của chúng tôi ngày hôm nay. Và hy vọng là sẽ có một dịp nào đó chúng ta lại gặp nhau tại chương trình này. Và trong một cái vai trò khác, một thử thách khác. Hỏi tin chẳng hạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn từ sau tại chương trình Thực Khách Bá Đạo, ứng tác hát não.